Hello, xin chào các bạn nha. Đây, hôm nay mình review về con gà của mình nhá. Đây, nó mới nở được hơn 10 tiếng nhá. Gà rừng con, lai rừng các bạn ạ. Anh em nào có nhu cầu về gà lai rừng thì ấn vào comment nhá. Comment số điện thoại nhé. Đây.